cùng cũng đã tìm ra nơi yên nghỉ của Đức Nam Phương Hoàng hậu và ngôi biệt thự bà sinh sống lúc cuối đời với hành trình tìm kiếm khó khăn cách Paris 500 km do anh Trịnh Quốc Huy chia sẻ. Trong một ngôi làng nhỏ bé trên một ngọn đồi cao nhất nơi đây, thật yên bình, thỉnh thoảng tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ cổ đối diện như nhắc nhở một hoài niệm xưa. Một ngày mưa nặng hạt, yêu mến bà. Ngày sinh của bà là ngày 14 tháng 11 năm 1913, ngày mất là ngày 15 tháng 9 năm 1963, hưởng dương 49 tuổi. Một số thông tin trên mạng bị ghi sai ngày. Nam Phương Hoàng hậu rời Việt Nam năm 1947, bà ưa thời trang của hãng Christian Dior và Balmain. Về sau, bà Nam Phương rời lâu đài Torrent ở Cannes để về sống ở lâu đài Dolmen de la Biche ở Chardinac, tỉnh Corrèze, vùng Limousin cách Paris chừng 400-500 km. Rũ bỏ lớp áo vàng son quyền quý, bà Nam Phương quay lại sống đúng nghĩa cuộc đời an lành, bình dị của một người phụ nữ an nam học thức. Hàng ngày bà dậy từ rất sớm, thường tự tay trang trí, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cây cảnh. Khi có việc ra ngoài, bà thường tự tay lái chiếc xe hơi hiệu Dauphine, có thêm cô hầu gái hay người quản gia đi theo. Đối với bà, người quản gia này có một vị trí rất đặc biệt, thay cho vị trí của cụ hoàng. Ông này luôn tháp tùng bà trong những chuyến tiếp khách, giữ tiếp tân đối với các gia đình quyền quý ở trong vùng. Không có ai có bằng chứng xác đáng, nhưng dường như những người quen biết trong vùng đều cho rằng ông quản gia này đã yêu Nam Phương Hoàng hậu. Sau khi ra nắng bị cảm lại đi tắm, bà bị sốt cao, bà cảm thấy đau họng. Bác sĩ tới thăm bệnh nói bà bị viêm họng nhẹ, không ngờ sau đó bà bị khó thở. Ông quản gia và mấy cô giúp việc vội chạy đi tìm bác sĩ ở làng bên, cách 10 km, nhưng vì bệnh viện ở xa, bác sĩ không tới kịp nên bà đã ra đi lúc 5 giờ chiều. Đám tang của bà Nam Phương được cử hành theo nghi thức đạo Công giáo rất đơn giản. Đám tang chỉ vỏn vẹn có các hoàng tử, công chúa và một số bạn bè thân thiết của gia đình. Tại địa phương có vị tỉnh trưởng và dân biểu địa phương, bà Nam Phương cư ngụ tới chia buồn và dự tang lễ. Đặc biệt có sự tham dự của công chúa Như Lý, con gái của vua Hàm Nghi. Công chúa Như Lý cũng ở gần nơi bà Nam Phương cư ngụ, nhưng chưa bao giờ khi bà Nam Phương còn sống mà Như Lý tới thăm. Duy nhất lần này bà Nam Phương tạ tế, công chúa mới tới dự đám tang. Cụ Hoàng Bảo Đại không có mặt trong đám tang của vợ. Đây là ngôi biệt thự mà Đức Nam Phương Hoàng hậu từng ở. Thời gian trôi qua chỉ còn lại kỷ niệm. Người Pháp đã trân trọng đặt tên đường là Nữ Hoàng, kỷ niệm nơi bà từng sinh sống. Một thông tin khá thú vị, bên trái có bờ tường là biệt thự nơi bà từng sống. Đây là nơi yên nghỉ của Đức Nam Phương Hoàng hậu. Thỉnh thoảng tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ cổ đối diện như nhắc nhở một hoài niệm xưa. Đã tìm thấy ngôi biệt thự Nam Phương Hoàng hậu đã từng sống vào những lúc cuối đời ở một làng quê hẻo lánh xa xôi. Tìm một ai đó có thể chia sẻ về thông tin của bà, nhưng cả ngôi làng vắng lặng không một bóng người. Sau đó vào hẳn trong ngôi biệt thự này định hỏi xem sao, cũng chẳng thấy một ai. Ngôi nhà hiện bỏ hoang cũng đang sửa chữa, có chút đáng tiếc. Mới phát hiện ra vua Bảo Đại và bà Nam Phương Hoàng hậu cùng sinh năm 1913, vị hoàng đế thứ 13. Giờ mỗi người chôn cất mỗi nơi. Viếng lăng Long Mỹ quận công Nguyễn Hữu Hào, Long Mỹ quận chúa Lê Thị Bình, người giàu có nhất một thời trong tứ đại phú hộ Sài Gòn xưa, thân sinh và thân mẫu của bà Nam Phương Hoàng hậu. Tiếc cho lăng này đang bị phế tích, con cháu lan bạc tứ phương không còn ai thờ phụng. Biệt thự này nghe người có tuổi kể là ông Hoàng Bảo Đại tặng cho bà Nam Phương, kiến trúc theo kiểu Tây Ban Nha duy nhất ở Đà Lạt. Viếng mộ bà Thứ Phi Mộng Điệp. Sau Đức Nam Phương Hoàng hậu, bà là vợ thứ hai của vua Bảo Đại. Nhan sắc của bà đã khiến vua Bảo Đại nuốt lời hứa một vợ một chồng cùng Nam Phương Hoàng hậu. Bà có ba người con cùng vua Bảo Đại: Hoàng nữ Nguyễn Phước Phương Thảo, Hoàng nam Nguyễn Phước Bảo Hoàng, Hoàng nam Nguyễn Phước Bảo Sơn. Nhưng Bảo Hoàng chết yểu từ khi lên hai. Bảo Sơn bị tai nạn máy bay qua đời lúc 30 tuổi. Bà qua đời lúc 12 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2011, hưởng thọ 87 tuổi. Bà được chôn cất tại nghĩa trang Thiers, Paris. Đây cũng là nơi chôn cất của hai hoàng nam Bảo Sơn và Bảo Hoàng. Ở Pháp có thể chôn một lúc 4 người trong cùng một ngôi mộ.